Chào mọi người, mình là Huỳnh, mình đến từ Việt Nam và mình đang học ngành kỹ thuật công trình xây dựng Civil Engineering ở Cascadia. Mình chọn học ngành này ở Cascadia vì ở đây đưa ra nhiều sự lựa chọn về môn học và nhờ đó mình có thêm cơ hội để chuyển tiếp lên nhiều trường đại học khác. Song song với chuyện học lý thuyết thì mình được có cơ hội thực hành ở các phòng thí nghiệm với cơ sở vật chất rất là tốt. Và giáo viên ở đây lúc nào cũng thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ khi mình có bất kỳ câu hỏi nào về bài tập, về khóa học. Học ở Cascadia, mình luôn được tham gia các hoạt động nhóm trong suốt khóa học. Và đặc biệt cuối khóa, mình được áp dụng tất cả các kiến thức đã học vào một cái project nhóm cuối cùng. Academic Advisor giúp mình vẽ ra một kế hoạch học tập ở Cascadia cũng như hỗ trợ cho việc chuyển tiếp vào các trường đại học khác. Ngoài việc học, hiện tại mình đang làm gia sư toán ở trường. Bên cạnh đó, mình cũng tham gia các hoạt động tình nguyện ở văn phòng du học sinh. Nhờ tham gia các hoạt động mà mình đã gặp được nhiều bạn bè mới đến từ các văn hóa khác nhau. Mình thích Cascadia vì vị trí của trường nằm ở nơi rất thuận tiện cho việc đi lại, cũng như cộng đồng ở đây luôn thân thiện cho du học sinh khi đến học ở Mỹ. Nếu như bạn muốn du học ở Mỹ, thì hãy chọn Cascadia làm bước đầu cho hành trình của bạn.